Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy là Thế Cường, rất vui mừng được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em biết đấy, hàng năm trên thế giới mất đi khoảng 15% lượng gan và thép luyện được. Đó là do sự ăn mòn kim loại. Vậy, thế nào là sự ăn mòn kim loại? Tại sao kim loại lại bị ăn mòn? Và các biện pháp bảo vệ như thế nào? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Bài 21. Sự ăn mòn kim loại. Bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Bài học của chúng ta gồm các phần như sau. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Và làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn? Chúng ta cùng vào phần đầu tiên. Thầy mời các em quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh thời điểm ban đầu. Đây là hình ảnh sau một thời gian vỏ tàu thủy đã bị ăn mòn. Chúng ta đã biết, trong không khí có khí oxy, trong mưa có lượng axit yếu, đó chính là khí CO2 bị hòa tan. Ngoài ra, trong nước biển còn có các loại muối bị hòa tan như natri clorua, magie clorua, v.v. Các chất tác dụng với kim loại làm cho kim loại bị ăn mòn, tạo thành một lớp gỉ, xốp, mỏng, giòn. Vậy, theo em, thế nào là sự ăn mòn kim loại? Sự ăn mòn kim loại chính là sự phá hủy hợp kim và kim loại do tác dụng hóa học trong môi trường. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo, đó là yếu tố ảnh hưởng. Thầy mời các em quan sát. Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường. Đây là thí nghiệm chúng ta quan sát sau một tuần thực hiện. Chúng ta cùng quan sát. Hình số 1, đinh sắt trong không khí khô. Ta thấy đinh sắt không bị ăn mòn. Ở hình số 2, đinh sắt trong nước có hòa tan oxy. Lúc này, cây đinh sắt bị ăn mòn chậm. Ở hình số 3, đinh sắt trong dung dịch muối ăn. Lúc này, đinh sắt bị ăn mòn nhanh. Và ở hình cuối cùng, đinh sắt trong nước kết. Bên cạnh đó, phía trên còn có lớp dầu nhờn đóng vai trò như một cái nắp để kín lại. Vậy ta thấy đinh sắt không bị ăn mòn. Vậy tóm lại ta thấy sự ăn mòn kim loại không xảy ra, hay xảy ra nhanh, xảy ra chậm, đó là phụ thuộc vào các chất có trong môi trường mà nó tiếp xúc. Bên cạnh đó, yếu tố ảnh hưởng còn liên quan đến nhiệt độ. Chúng ta thấy ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn xảy ra nhanh hơn. Vậy, làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn? Ngăn không cho không khí tiếp xúc với kim loại, hoặc chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn. Thầy mời các em quan sát một số hình ảnh sau. Ta thấy sơn hay là mạ vàng, mạ kẽm, mạ bạc, v.v. Bên cạnh đó, sau khi sử dụng xong, ta phải lau chùi sạch sẽ. Hay tráng men các đồ dùng. Ngoài ra, ta còn có thể tra dầu mỡ. Chúng ta quan sát hình ảnh tiếp theo. Sơn chống ăn mòn cho kết cấu thép ở công trình trên biển. Hay sơn chống ăn mòn các công trình xây dựng. Ngoài ra, thép được bôi dầu mỡ. Tiếp theo, ta thấy ta cần phải rửa sạch, lau khô sau khi sử dụng các đồ vật bằng kim loại. Ngoài ra, ta còn chế tạo được hợp kim không gỉ. Hay chế tạo hợp kim nhôm đi ra để trong chế tạo máy bay. Vậy tóm lại, qua bài học ngày hôm nay ta cần nắm. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Và các biện pháp để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.